Ngọc Tuấn xin kính chào anh chị nhé. Hôm nay Ngọc Tuấn lại về chiếc Prado bản TXL được nhập Nhật chính hãng. Chiếc xe này của em được sản xuất năm 2010. Cái biển số này biển Hà Nội nhưng mà biển số lại đổi một lần rồi. 2010 thì Toyota Prado nó chỉ có một phiên bản này thôi, phiên bản TXL. Và cái model này cũng được kéo dài khá nhiều năm. Đến lúc Prado thì hiện tại nó cũng đến thời điểm năm 2021 này mà nó vẫn chưa về cái bản 21, mà nội thất mọi thứ nó cũng rất là thô sơ, option thì không có nhiều đâu. Nhưng mà đổi lại chiếc này thì nó thực sự nó gọi cũng gọi là nồi đồng cối đá, rất bền bỉ. Không gian nội thất thực thụ là một chiếc SUV tầm trung cỡ lớn. Và cũng may cái được cái là chủ xe này cũng lên một số đồ chơi dán kính trải sàn, làm màn hình cam lùi rồi, và độ cả đề start top rồi nhá. Cái start top là cái dở hơi nhất mà một chiếc xe Prado 2 tỷ bạc mà Toyota người ta không làm cho khách hàng, mà đến mãi gần những năm gần đây mới làm. Thôi không sao cả, 2010 chạy 108.000 km nhé. Hình thức với chiếc xe đời như thế này em nghĩ là cũng là khá đấy. Được cái chủ xe này người ta đi chăm chút bảo dưỡng, cũng vừa bảo dưỡng trong vừa bảo dưỡng ngoài, đấy, đầy đủ. Nói chung là chăm chút từ một cái xe thì xe nó sẽ bền bỉ anh chị em ạ. Đây nhá, đây anh chị em này, rất chịu khó đi bảo dưỡng trong hãng, đều có lịch đặt hãng, đều có lịch đặt bảo dưỡng tại hãng. Với một tầm tiền em nghĩ là bây giờ đầu tư dưới 1 tỷ, một chiếc xe 7 chỗ mà bền bỉ, thì với không gian nội thất rộng rãi thì em nghĩ khó có chiếc nào qua được kể được chiếc này, kể cả những chiếc xe như Prado, kể cả những chiếc xe như Fortuner. Đây, dàn lốp Michelin còn rất khá nhé. Dàn lốp này được chủ xe thay năm 2019. Em quay sơ bộ về chất lượng thôi, chứ cũng không ghi nhiều về chi tiết option quá đâu anh chị em ạ. Xe về thì bên em cũng dọn dẹp ngay ngắn thôi. Toyota người ta rất thực dụng cho cái việc thiết kế những cái model đời này, chỉ tập trung vào về khả năng gầm bệ vận hành, gầm bệ chắc chắn, nội thất rộng rãi, bền bỉ. Chứ người ta cũng chưa tập trung vào option những cái đời này đâu, mà chủ xe về cũng độ rồi. Tuy nhiên ở cái phiên bản đời này thì Toyota người ta cũng chú trọng đến cái hệ thống an toàn cho chiếc này, bởi vì đã được trang bị hệ thống cân bằng điện tử này, đây ạ. Đấy, khởi động số 2 cảm biến lùi. Như em vừa trao đổi thì chủ xe này cũng đã lên màn hình rồi, cam lùi rồi. Cái đời này được trang bị điều hòa tự động rồi nhé. Để start top này chủ xe cũng lắp thêm này. Cài cầu là cài cầu bằng điện nhé, cài cầu bằng điện. Prado thì nó là phiên bản mà dẫn động 4 bánh toàn thời gian nhé, tức là chỉ đi ở chế độ 2 cầu thôi. Anh chị em có thể đi ở chế độ cầu chậm hoặc cầu nhanh thôi, còn toàn bộ là dẫn động 4 bánh hết nhé. Điều hòa của nó đằng sau này cũng được bố trí điều hòa tự động này, tức là điều chỉnh vùng nhiệt độ riêng. Các cửa gió được bố trí ở tất cả những cái vị trí ngồi, rất là thực dụng nhá. Toyota rất thực dụng ở cái điểm đấy. Thôi, bền bỉ thì em nghĩ nó là ưu điểm của dòng xe này. Anh em chị em là thích đi đường dài với cái cảm giác lái thích thì con này nó rất là tuyệt vời. Đấy là em chia sẻ thêm. Hàng ghế thứ ba này cũng khá rộng rãi đấy ạ. Có thể gập phẳng nhé, hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng. Cùng phân khúc với những chiếc đời này thì sau này nó sẽ có phiên bản X-Cruiser.
Nhưng tuy nhiên để mà gầm bệ chắc chắn với cảm giác lái con này thì nó, em nghĩ là em thích hơn cảm giác lái, thích hơn con Explorer. Bởi vì là cái đánh lái của Prado này nó là biến thiên. Khi mà anh chị em mà đánh lái ở tốc độ cao, đánh lái nhiều nhưng nó mở lái ít để tránh việc mất lái, và đi trong phố thì đánh lái ít thì nhưng lại mở lái nhiều, nó rất hay ở điểm đấy. Chung là sạch sẽ. Cái tấm tản nhiệt này còn lành lặn. Đây, chân nắp cabo nhé, ốc nhái vẫn còn nguyên, chưa có một vết gì luôn. Thế là anh em nắm được. Thôi, chiếc Prado này của em được sản xuất 20 nhập Nhật này. Bên em đang chào bán với giá là 965 triệu nhé, 965 triệu. Anh chị em nào thích một chiếc xe bền bỉ rộng rãi mà không để ý nhiều option thì em nghĩ là chiếc này cũng là một cái để lựa chọn trong phân khúc 7 chỗ dưới 1 tỷ, 965 triệu nhé. Chiếc chiếc này bên em không bán trả góp nhé, để anh chị em cũng cân đối tài chính. Cửa hàng em ở 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị em mà quan tâm gọi điện, số hotline em để dưới cái phần tiêu đề màn hình. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Anh chị em xem kênh lần đầu của em thì cho em xin like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những bản tin mà xem đăng về cửa hàng. Rồi, chúc anh chị em một ngày mới sức khỏe dồi dào, thừa lộ bình an.